Mùa đông ra vắng anh đang chờ, mùa đông ai ơn anh đi tìm, tìm màu áo cưới cho em. 6, 7, 1, 2, 9, 10 hello, 6, hey. Toàn thể bác quay trở lại kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục tất cả các video thì ngày hôm nay cửa hàng em Huyền Audio lại chính thức lên xả hàng thanh lý cho toàn thể các bác, đó là một trong những dòng sản phẩm loa JBL KP610. Đây là một đôi loa với hình thức của đôi loa này thì các bác nhìn rất là đẹp và rất là bắt mắt. Và đây đó là sản phẩm của loa bát 25 JBL KP610 và cái giá cực kỳ tốt ở cuối video. Thì vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của bác đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like nhá. Và ngay vào đầu video thì cửa hàng bên em đã thử một cái tiếng chất mic qua chỉ có một con vang cơ và một bộ mic rẻ tiền, mà cái tiếng thật sự của bác là cho chúng ta một cái tiếng lời cực kỳ là hay các bác nhá. Đấy, thì trước mặt các bác thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, đây là một đôi loa JBL và em cũng sẽ tiến lại gần cho toàn thể các bác xem và nhìn với dòng sản phẩm loa JBL KP610 là một trong những dòng loa cực kỳ thương hiệu nổi tiếng của Chila và công nghệ của USA các bác nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi khám phá về phía mặt đằng trước cũng như là phía mặt đằng sau của dòng loa này. Thì với một đôi loa này thì thiết kế cho chúng ta đó là thùng gỗ và thùng cân rất là đẹp. Và mặt lưới thì thật sự các bác là nó toát lên một cái sự sang trọng khi các bác kê ở phòng khách. Và đôi loa này thì nếu mà để nói các bác chỉ cần chơi một đôi loa súp, một cục súp điện hoặc một cục súp hơi thì cho chúng ta một cái lời tiếng karaoke hay là tiếng nghe nhạc cực kỳ là hay các bác nhá. Còn ở phía đằng sau của con này thì nó được thiết kế đó là lỗ thông hơi ở phía đằng sau, và đây nó là cái tay sách các bác nhá. Đấy, tay sách của loa JBL. Với dòng loa bãi này thì nói thật sự các bác là hàng thì nó cũng còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, còn về phía công suất của con này thì nó đạt tới 300W một chiếc loa và công suất max là 600W với giải tần cho chúng ta là 40Hz đến 20kHz. Có nghĩa là giải tần 40Hz thì nó cho chúng ta là cái độ bass rất là sâu và tiếng bass cực kỳ là ấm. Đấy, thì con này với độ nhạy của con này nó đạt tới 97 dB. Và thương hiệu công nghệ của USA, các bác cũng nhìn đây, để em soi cho toàn thể các bác nhìn vào gần và các bác xem về cái dòng sản phẩm loa này. Đấy chưa? Đây em sẽ soi vào gần đây cho toàn thể các bác nhìn về cái thông số của loa. Đó. Rồi, em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm, đúng không ạ? Em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về phía nội thất của con loa này. Thì với một đôi loa như thế này thì bên cửa hàng bên em cũng đã tháo sẵn ra để cho toàn thể các bác xem, để anh em có thể đặt hàng qua số điện thoại của bên em. Và với dòng sản phẩm loa bát cực kỳ là gấu, từ 170 các bác nhá. Loa này loa bát từ 170. Tép của con này thì nó chỉ đạt là tép côn 38 thôi, nhưng mà tép côn 38 thì tiếng nó lại cực hay, cực sáng luôn các bác nhá. Và đặc biệt các bác quan tâm tới dòng bát của con này thì nó quá là xịn sò. Và với dòng sản phẩm này thì bên cửa hàng bên em sẽ bao cho chúng ta đó là nguyên zin gân vải tẩm dầu các bác nhá. Côn 76 các bác nhìn đây, côn con này cực kỳ là to luôn. Đấy, với dòng bát 25 thì các bác mua thì thường thường là côn 63, nhưng mà con này côn 76 rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, thì bên trong phần nội thất của dòng này thì nó được trang bị đó là mút tiêu âm các bác nhá. Mút tiêu âm này đấy, rất là dày dặn cho chúng ta một cái tiếng bát cực kỳ là sâu và cực kỳ là ấm. Và phân tần đây, phân tần thì họ sẽ bắt ở bên hông này, thì em cũng soi để cho toàn thể các bác nhìn nhận qua. Với dòng sản phẩm này thì em cũng báo giá luôn, với dòng sản phẩm loa JBL KP 6120 này thì bên cửa hàng em Huyền
6110 này, thì bên cửa hàng bên em đang bán với cái giá là 5 triệu. Và cũng như để tri ân cho toàn thể anh em đang xem kênh YouTube của bên em, một cái giá cực kỳ hấp dẫn trong tầm thời điểm này. Và các bác biết rồi, mua 5 triệu thì chắc chắn là không thể đâu được một đôi loa đẹp chất lượng và như thế này. Được chưa? Và kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi nha các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.